phát triển dự án. Thì phát triển dự án thì mình thì sau đấy thì chúng ta sẽ qua chủ đề là gì? Dự án khởi nghiệp. Thì trước kia là phát triển cái dự án như bình thường cả. Thì chúng ta sẽ phải đến khởi nghiệp sau. Thì việc bắt đầu để phát triển một dự án sau khi bạn đã có những ý tưởng rồi thì ý tưởng đấy nó khiến cho bạn bắt đầu luôn, bắt đầu ngay đấy. Và bắt đầu bạn có thể bắt đầu nhiều ý tưởng một lúc, cái này là tùy theo cái khả năng của bạn. Như bên kia mình chỉ bắt đầu một ý tưởng một lúc thôi. Còn những bạn mà bắt đầu nhiều ý tưởng một lúc thì bạn có khả năng, có kỹ năng quản lý cái tiến độ của bạn, cái đấy cũng sẽ tốt đấy. Và nếu mà làm nhiều cái ý tưởng một lúc thì bạn sẽ có thời gian xem thử xem là gì, ý tưởng nào là mình thích nhất, ý tưởng nào nó đáng giá nhất đối với bạn thì làm đấy. Thì trong quá trình phát triển bạn sẽ gặp những cái vướng mắc nhất định. Thì bởi vì đây chúng ta là sinh viên công nghệ đúng không, nên cái phần chia sẻ phát triển dự án này thì mình sẽ tập trung hơn về một cái dự án công nghệ. Các bạn sẽ có những vấn đề như thế nào thì trong cái dự án công nghệ thường thấy nhất ở các bạn sinh viên, hoặc đặc biệt hơn là những người mới bắt đầu làm cái dự án đầu tiên, chưa kể là dự án khởi nghiệp hay gì, mình đang nói một dự án đầu tiên, bất kỳ một dự án nào bạn tự đầu tư công sức thời gian vào để làm để hoàn thành cái dự án đấy đã, chưa nói đến khởi nghiệp. Thì một dự án công nghệ các bạn bắt đầu gặp phải sau thời gian tiến hành thì sẽ gặp cái vấn đề là bạn sẽ bị mắc. Nếu như mà một cái ý tưởng nó đơn giản quá thì bạn có thể làm xong, nhưng mà khi nó một cái dạng lớn thì sẽ có những phần bạn chưa biết được. Nó tới là khả năng công nghệ của bạn chưa đủ, bạn thiết kế thêm cái ý tưởng đấy thì bạn sẽ bị như kiểu là bị chặn lại mọi thứ, ý tưởng của bạn ngay lập tức sẽ dừng ngay. Thì vấn đề này cũng gặp rất nhiều trong cái lập trình. Tất nhiên mình vẫn phải lập trình từ những cái nhỏ trở đi. Khi bắt đầu làm một cái dự án thực sự và muốn làm một cái dự án nó lớn hơn một tí, dự án lớn thì chưa nói đến khởi nghiệp, cái ý tưởng đấy bạn thích, bạn tập trung thời gian vào làm và bạn muốn làm cho nó lớn hơn những gì mà trước đây bạn làm đấy, thì ngay khi mà bạn bị chặn vào cái thời điểm mà bạn mắc một cái lỗi trong công nghệ rất khó để giải quyết. Bởi vì sao? Bởi vì cái lỗi này là do chính bạn tạo ra trong cái quá trình phát triển phần mềm của bạn. Nó sẽ có từng cái lỗi nhỏ trong phần mềm này, dẫn tới là cả hệ thống phần mềm của bạn sẽ không thể chạy được tiếp, không thể phát triển được tiếp, chưa nói đến chạy, không thể phát triển được tiếp. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề thiết kế công nghệ. Thì mình gặp vấn đề này rất là nhiều, không phải cái gì cũng lập trình được. Đấy là vì trước đây, còn bây giờ nếu như mà mình biết được tìm ra cái vấn đề của mình ở đâu, cái lỗi này là lỗi nào, thì các bạn sẽ tìm được. Còn bây giờ chúng ta học trên trường thì có thể lỗi lớn nhất mà chúng ta gặp đấy là gì? Dòng code này không chạy, đúng không? Dòng code này không chạy, còn là gì? Tính năng này không chạy. Thì những cái đấy bạn có thể trên mạng Google tìm kiếm hoặc nhờ người biết là sẽ tìm ra. Nhưng mà khi mà cái lỗi ở mức cao hơn và bạn chưa nhận biết được, hoặc chưa nhận biết thì bạn chắc chắn không thể tìm ra được lời giải cho lỗi đấy. Vậy nên nếu như mà chúng ta chưa tìm cái lỗi nào mà nó mắc lớn như thế thì các bạn nên cố gắng nhiều hơn nữa, thử nhiều thứ hơn nữa để biết rằng là mình đang còn thiếu ở chỗ nào thì làm. Thì những cái lỗi đấy khi mà gặp phải thì việc đầu tiên đấy là
bạn phải chia nhỏ được ra cái phần nào mà bạn nghĩ là bạn phạm lỗi, hoặc là bạn hỏi một người khác, nhưng mà bạn hỏi thì bạn hỏi, bạn vẫn phải nghiên cứu, bạn phải bổ sẻ nó ra xem là cái này mình đã làm tốt chưa, làm đúng chưa, và cái cách lập trình tốt nào người ta đang làm bạn đã áp dụng chưa. Và thường những dự án đầu tiên của bạn hầu hết là sẽ thất bại theo cái kỳ lỗi đấy, là một ngày là cái bạn tự nhiên dừng lại và không thể biết được là mình đi tiếp như thế nào. Nếu đi tiếp thì có rất nhiều lỗi đấy. Và bạn lúc đấy mọi ý tưởng của bạn sẽ dừng lại đấy, và cái đấy người ta gọi là chán và bạn bắt buộc dừng dự án này. Thì mình cũng đã gặp cái trường hợp này rất là nhiều, bản thân mình trong quá trình thực hiện ý tưởng đấy. Thì đối với sinh viên công nghệ thì phải lập trình càng nhiều càng tốt, vì những cái mà bạn học ở trường thì chương trình nó được thiết kế để cho tất cả mọi người có thể có một cái mức độ kiến thức nào đấy, vậy nên nó không tất cả có giúp được cho bạn làm các cái ý tưởng mà bạn mong muốn, bởi vì những ý tưởng bạn mong muốn đôi khi nó là những cái thành công mà nó gọi là gì, mất rất nhiều năm để làm. Nên khi mà chúng ta có ước mơ, khi mà chúng ta có những cái tư duy, những cái ý tưởng thì chúng ta cũng sẽ mơ rất lớn, có những ý tưởng lớn đấy. Vậy nên khi đang là sinh viên thì vẫn phải tiếp tục tích lũy kiến thức, nhất là khả năng lập trình, để có những cái kiến thức mà bạn cần phải có để làm những thứ mà bạn muốn đấy. Còn ở môi trường đại học thì theo mình nghĩ thì điều tối thiểu nhất mà môi trường đại học đáp ứng cho các bạn đấy là một công việc sau này đấy. Các bạn sẽ có ở trong các cái tập đoàn, các công ty ngoài thị trường. Còn cái việc như bạn muốn hay là cái sự nghiệp riêng của bạn, bạn muốn tạo ra những ý tưởng của riêng bạn, thì bạn bắt buộc phải có những kiến thức khác, và bạn cần phải sắp xếp thời gian tìm hiểu, học hỏi những cái kiến thức đấy. Đấy thì lỗi lớn nhất về phát triển dự án đấy là khả năng công nghệ hiện tại chưa đáp ứng. Cái này thì mình cao đoan là 99% nếu như bạn post một cái câu hỏi trên Google hoặc là lên về diễn đàn đấy, rất khó để một người có thể giải quyết giúp bạn. Còn giải pháp nữa là bạn nhờ hoặc là thuê một người nào có kinh nghiệm đánh giá cái cách làm của bạn. Nhưng mà hầu hết giải pháp đấy nó sẽ không hiệu quả, bởi vì những cái lỗi ban đầu như thế nó thường là bạn sai nhiều chỗ trong cái dự án này về mặt lập trình, nên nếu sửa bạn sẽ bằng cái kiện thì viết lại toàn bộ dự án, lập trình lại toàn bộ đấy. Và nó sẽ không cho bạn cái hứng thú nữa, không cho bạn cái hứng thú nữa. Vậy nên là theo mình nghĩ vẫn là chuyển sang cái dự án khác, cái ý tưởng khác của bạn thích hơn, và bắt đầu làm theo một cách khác, và bạn thấy được những cái lỗi lầm trước đấy rồi thì bạn sẽ bắt đầu dự án này ngay từ đầu, bạn sẽ phòng trước những cái lỗi như vậy. Thì dẫn tới là gì, không có chuyện là một ngày là dự án nó lỗi, không thể tiếp tục tiến triển. Ngoài ra thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về vấn đề kinh doanh vận hành sự nghiệp như nào. Vấn đề về vận hành doanh nghiệp và dự án kinh doanh. Này như là phần sau đây là phần sau, và theo mình nhớ là chương trình này đầu tiên là về vấn đề khởi nghiệp đúng không? Mình đã đọc phần 2 của cái chia sẻ về khởi nghiệp, phần 2 phần này đi hết 3 phần của việc là căn bản khởi nghiệp, đến phần một phần tiếp theo nữa thì mới là gì, thì
sau nữa thì là kế hoạch kinh doanh. Đây là phần đấy là phần sau. Đấy thì về dự án và việc bắt đầu dự án. Và tiếp theo thì khi mà bạn đã bắt đầu cái dự án rồi, đấy, bạn cần có những cái tiến triển khác. Thì bạn bắt đầu thì phải học cách trình bày cái dự án đấy cho bạn bè của bạn, cho những người xung quanh. Và cách thông thường nhất thì là thì tổ chức một buổi gọi là trình chiếu slide của bạn với những cái bạn bè hứng thú, xem họ ghi như thế nào. Và bạn phải chắc chắn là phải tính trong cái slide đấy bạn không đưa ra tất cả những gì bạn đã làm. Vấn đề này là vấn đề vì sao? Thay vì đưa ra tất cả những gì bạn đã làm thì bạn hãy chọn lọc đưa ra những cái gì mà người khác có thể hiểu được, những cái người đang đến nghe bạn đấy, những cái gì mà người ta có thể hiểu được thì nó sẽ hay hơn những cái gì bạn đang làm hoặc bạn định làm, bởi vì đôi khi là ý tưởng của bạn người khác nhìn vào thì chưa hiểu được, họ sẽ đánh giá một cách là nó hơi nhanh so với bạn, và có thể là tinh thần của bạn sẽ không tốt. Vậy nên chuẩn bị tốt cái buổi trao đổi dự án của bạn với những người khác thì hãy đưa ra những cái ý tưởng mà người đấy có thể hiểu tốt nhất. Và ở những cái mức độ khác nhau thì bạn trình bày cái dự án đấy ở một mức khác nhau. Với ví dụ như với người dùng của bạn thì bạn phải trình bày cái ý tưởng đấy theo cái hướng là tác dụng của nó như thế nào đối với một người dùng, thì bạn không thể đưa code của bạn lên màn hình thì cái chuyện là bạn cần phải như là được đấy. Còn khi ví dụ ở một cái hội thảo công nghệ thì người ta sẽ cũng sẽ hứng thú đến về một công nghệ. Và tiếp theo thì mình sẽ trình bày một số cái kỹ năng cần thiết nữa trong cái việc phát triển dự án. Đấy là nếu như một sinh viên công nghệ thì bạn sẽ cần những cái kỹ năng khác nhau, ví dụ làm website là một cách để khiến cái dự án của bạn sẽ có những người người ta tìm hiểu, người ta cho bạn những ý kiến, đúng không? Thế thì làm website thì có những số bạn sẽ thắc mắc là gì? Mình đi theo học lập trình phần mềm, bây giờ mình làm sao học thêm lập trình web được, đúng không? Đấy thì vấn đề đấy sẽ có cách giải quyết, bởi vì sao? Bây giờ có rất nhiều cái công cụ để các bạn làm web rồi. Ví dụ như là WordPress, một công cụ rất dễ để bạn có thể lập cái trang web trong vòng 3 đến 5 ngày. Đấy, vậy thì tại sao bạn không đầu tư thời gian vài ngày liên tục tìm hiểu và đi tập về để làm một cái website cho riêng bạn? Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng gì, vì chúng ta về lập trình là phần mềm, chúng ta không phải làm website. Đấy. Nhưng mà khi bạn đã đầu tư toàn bộ thời gian của bạn vào cái dự án thì đừng ngại mà thích gọi nhận thêm những cái công việc trong cái dự án này ngoài cái chuyên môn của mình. Đấy. Nó sẽ toàn diện hơn cái việc là bạn chỉ ngồi lập trình làm một cái sản phẩm. Cho nên hãy học rất nhiều cái kỹ năng khác trong công nghệ, làm website trở thành ngay. Ngoài WordPress ra còn rất nhiều công cụ khác. Ví dụ như là hiện tại có những cái trang web rất gần gũi với lập trình viên, mà từ cái công cụ đấy bạn có thể mở rộng các tính năng. Ví dụ đơn giản là GitHub bây giờ ngoài thì bạn có thể lưu trữ cái mã nguồn của bạn, code của bạn lập trình ở trên, thì bạn có thể làm cái website và được chạy miễn phí ở trên GitHub, gọi là GitHub page, PAGES, GitHub page. Đấy thì bạn có thể dùng những cái giải pháp miễn phí như thế để bạn làm ra một website của bạn chẳng hạn. Đấy thì bắt buộc bạn phải tìm hiểu cái công cụ đấy là nó hoạt động như nào, nó làm ra cái gì. Đấy. Vậy nên là trong phát triển dự án thì mình lại học thêm cái kỹ năng khác. Hoặc là bạn viết tài liệu cho dự án, bạn làm sao để viết thêm cái nền tảng online chẳng hạn, để người khác bạn hiểu. Đấy cũng là những kỹ năng mà bạn cần bắt buộc phải học qua cái lập trình.
ngoài cái việc mà bạn làm ra thực tế, bạn cũng phải học các cái kỹ năng khác. Đấy thì trong cái phần về phát triển dự án thì có bạn nào có câu hỏi gì có thể hỏi mình. Theo em được biết thì công việc của những người lập trình chủ yếu là kiếm tiền thụ động. Thì em có một chút vấn đề cần em giải đáp, ví dụ như là khi em muốn làm một ý tưởng thì anh sẽ quan tâm đến cái vấn đề gì nhất để khi người dùng được tiếp cận đến cái phần mềm và những cái kết quả của mình, nghiệm họ là người tiếp sử dụng và họ sẽ quay lại hoặc là họ sẽ giới thiệu cho người khác, nó sẽ duy trì mãi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với câu hỏi này thì theo mình thấy là đầu tiên các bạn nên làm những cái dự án nhỏ, bắt đầu dần dần lên. Thì đến khi mà các bạn muốn gọi là kiếm tiền từ cái dự án đấy, nó là một cái bước khá là xa so với cái vấn đề là rằng bạn có những cái dự án, bạn học hỏi, bạn làm việc, bạn tích lũy kiến thức. Đấy. Thì ý mình là gì? Mình nhắc nhở các bạn một chút đấy là làm nhiều dự án đã, tìm hiểu nhiều thứ đã. Đấy, dần dần cái việc kiếm tiền nó sẽ phụ thuộc vào việc là bạn làm cái dự án tốt đến đâu để bạn có thể tìm kiếm được người dùng. Đấy, và kiếm tiền từ nó. Còn khi mà bạn có ý tưởng bạn đưa lên để bạn kiếm tiền đấy, thì có những công cụ để bạn đo được những cái chỉ số. Bây giờ giả sử như là bạn làm cái trang web ở WordPress chẳng hạn, bạn gắn ngay cái công cụ của Google và Google Analytics và có một cái plugin của WordPress, bạn chỉ bấm vào cài đặt kết nối với tài khoản Google của bạn là bạn sẽ biết được là bao nhiêu người vào website, họ vào những trang nào, vào những giờ nào, trên thiết bị nào, hành vi của người đấy như thế nào, họ xem trang này xong, họ xem trang trang nào, họ thoát khỏi cái website của bạn ở trang nào. Thì đấy là Google Analytics ở website. Còn nếu như mà mobile, ứng dụng mobile thì cũng có giải pháp tương tự. Và đấy bạn có thể tìm hiểu trên internet rất là nhiều. Anh cho em hỏi là ở trên trang web nào hay là trên ứng dụng nào mà có phần mềm để làm game không? Phần mềm để làm game thì hiện tại trên thị trường có rất nhiều. Nhưng mà vấn đề là gì? Mình cảm thấy rằng là nó sẽ khó bắt đầu hơn cho các bạn vì là cái vấn đề là ngôn ngữ. Nhưng về tiếng Anh thì bạn có thể chuẩn bị rất tốt. Khi mà bạn cần cái phần mềm nào đấy mà sử dụng, bạn phải đọc cái tài liệu. Còn những phần mềm tiếng Việt ở Việt Nam đang làm rất ít, hầu như là không có nhiều những cái sản phẩm để cho người dùng phổ thông sử dụng. Các cái phần mềm của Việt Nam thì nó chủ yếu đến những cái nhu cầu khác, ví dụ như là bán hàng online, marketing Facebook, cái này là phần mềm tiếng Việt đang rất là nhiều. Thì đấy là một những cái nhắc nhở về tiếng Anh các bạn có thể chuẩn bị. Rồi cụ thể có những phần mềm để làm game, Unity, Unreal Engine là hai phần mềm phổ biến nhất và nó tối ưu nhất cho bạn để làm game. Ngoài ra có những cái ứng dụng khác nó nhẹ hơn, ví dụ như là Godot Engine, GODOT, câu đó. Đấy. Hoặc là Game Maker. Đấy, có rất là nhiều. Thì mỗi cái ứng dụng đấy có các đặc tính khác nhau, thì bạn cần phải lựa chọn trong cái dự án của bạn, và bạn phải hiểu rõ cái dự án của bạn để lựa chọn cái phần mềm đấy vào cái dự án của bạn, thì nó sẽ tốt hơn ở việc là bạn chọn cái công cụ tốt nhất. Công cụ tốt nhất nhưng mà đối với cái dự án của bạn nó có yêu cầu gì thì chưa chắc cái công cụ đấy nó là hỗ trợ được, hoặc là nó có hỗ trợ nhưng mà có ít những cái người sử dụng theo cái cách đấy để làm, dẫn tới là cái tài liệu và cái cộng đồng
bạn tìm kiếm sẽ rất ít, nên là phải tìm cái phù hợp nhất. Thì khi mà bạn làm có những khúc mắc gì bạn có thể tìm hiểu theo đúng cái mà những người khác đã làm,